Nếu các bạn nào mà đang muốn mua chiếc Redmi Note 12 Pro 5G này với mức giá ưu đãi thì đừng quên ghé qua Di động Việt nha. Link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng cho từng phiên bản như thế nào thì mình sẽ để phần bình luận cũng như là phần mô tả của video hôm nay. Xin chào các bạn. Redmi Note 12 Pro 5G, một chiếc máy ngay từ thời điểm ra mắt thì cũng đã nhận được vô vàn những sự tranh luận từ cộng đồng sử dụng điện thoại Xiaomi chính hãng tại thị trường Việt Nam. Và mình thì cũng đã có cơ hội một thời gian khá dài được trải nghiệm chiếc Redmi Note 12 Pro 5G. Vậy thì chiếc máy này có những trải nghiệm như thế nào? Các bạn có ý định mua chiếc máy này cần phải lưu ý những điều gì? Nó có điểm gì tích cực và điểm gì chưa tốt? Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn. Let's go! <laughs> Trước khi mà đi vào chia sẻ kỹ cho các bạn về chiếc Redmi Note 12 Pro 5G thì mình sẽ muốn chia sẻ một chút xíu là hiện tại bọn mình đã có những dòng sản phẩm phụ kiện dành cho điện thoại Xiaomi. Đầu tiên, một trong những sản phẩm hot nhất Bên shop của bọn mình đó chính là sợi dây sạc hỗ trợ công nghệ chu bổ trạc Đây là hàng ZIN chứ không phải là đồ pha ke nha các bạn và nó sẽ hỗ trợ sạc từ 18 cho tới là 120W dành cho điện thoại Xiaomi. Các bạn sử dụng bất kỳ một chiếc điện thoại Xiaomi nào mà có sạc nhanh trong cái khoảng này nha, từ 18 cho tới 120W, hay uh, 7 w 30W, 33W, 67W hay 120W đều có thể là sạc nhanh được cùng một cái sợi dây zin này. Và mức giá bọn mình bán ở trên Shopee thì nó cũng chưa tới một trăm cảnh các bạn ạ Lại còn được bảo hành 12 tháng Ngoài ra thì bọn mình còn có luôn Củ sạc 33W Chưa tới 200 cảnh Và đặc biệt đó chính là Củ sạc 120W Mức giá cũng vô cùng là tốt Còn nếu mà các bạn Chưa cần tới củ sạc và dây sạc Mà cần tới sạc dự phòng Thì bên cạnh mình đây Là một cái củ sạc dự phòng Mà bọn mình đã bán được gần 200 sản phẩm trên TikTok Shop và hiện tại thì nó cũng đã có mặt trên Shopee rồi nha. Mức giá vô cùng hấp dẫn, thiết kế độc đáo, hỗ trợ sạc nhanh, hiệu suất chuyển đổi cao hơn 60%. Link cụ thể thì mình sẽ để trong phần mô tả cũng như là phần bình luận của video hôm nay. Những bạn nào follow shop của mình trên Shopee thì còn nhận được thêm rất là nhiều những voucher nữa nha. Rồi, chúng ta sẽ đi vào đánh giá kỹ hơn về chiếc Redmi Note 12 Pro 5G này ha. À, trước tiên chúng ta sẽ nói về những cái điểm mà mình chưa cảm thấy hài lòng khi mà sử dụng chiếc Redmi Note 12 Pro 5G này thứ nhất là cái mặt lưng này nó làm rất là đẹp đẹp ở khía cạnh là nó bóng bẩy các bạn tuy nhiên đây các bạn hãy nhìn <laughs> màu đen ha mặc dù nó đẹp nó bóng bẩy nhưng mà nó quá dễ dơ đặc biệt là với những bạn nào mà thích sử dụng máy trần giống như mình thì các bạn thấy rằng là cái mặt lưng này nó bóng quá, nó dễ dơ. À, mình thì mình không thích một cái mặt lưng quá bóng các bạn. ạ Bóng thì khi mà chúng ta khui ra khỏi hộp, chúng ta nhìn nó đẹp, nhưng mà dùng một thời gian ngắn thôi, khoảng mấy tiếng thôi là các bạn sẽ hiểu được cái cảnh khi mà chúng ta sử dụng một chiếc máy bóng bẩy như thế này, quá dễ dơ và rất là khó chùi. Ví dụ bây giờ mình chùi cho các bạn xem nhé. Đấy, bây giờ mình chùi nhưng mà nó vẫn rất là bóng và nó vẫn rất là dơ. Chưa kể là nó sẽ bị dễ chảy xước khi mà cái mặt lưng này được làm bằng kính nha các bạn. À, cái điểm thứ hai nữa mà mình nghĩ rằng là rất nhiều bạn cũng sẽ có cái sự khó chịu giống như mình à, Đó chính là về cái MIUI Cái điểm này thì không phải là mình chê đâu nha các bạn Bản chất thì MIUI Mình đọc rất là nhiều những cái comment chê rồi Và khi mà sử dụng chiếc Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G này Thì khi mà mình chơi game á, vì xử lý Dimensity 1080 nó vẫn đáp ứng được cái trải nghiệm mà mình kỳ vọng Dành cho một chiếc máy sử dụng vi xử lý này nhưng khi mà mình sử dụng những cái tác vụ cơ bản hàng ngày á thì mình lại hơi khó chịu bởi vì sao? Bởi vì mình chỉ làm những cái tác vụ rất là cơ bản thôi, ví dụ như là vào app này hoặc đơn giản là mình vào phần đa nhiệm nhưng mà nó hay cái vấn đề là hơi khự và lắc nhẹ. Đó là cái điểm mà mình chưa hài lòng lắm à, đối với cái giao diện MIUI và mình thực sự là mình kỳ vọng rằng đến một cái phiên bản MIUI nào đó gần thôi thì Xiaomi có thể là khắc phục để có thể tối ưu hóa được phần mềm trên một cái cấu hình quá mạnh trên những chiếc điện Xiaomi đúng không các bạn bây giờ chúng ta có một cái cấu hình mạnh rồi nhưng mà MIUI chưa ổn thì cái trải nghiệm mà người dùng mạng có được á nó vẫn chưa thực sự là ok cho lắm thì mình kỳ vọng ha mình kỳ vọng đến một ngày không xa Xiaomi có thể tung ra một cái phiên bản cập nhật phần mềm MIUI xịn sò ổn định dành cho người dùng người dùng cơ bản nó phải đáp ứng cái đó ha rồi cho là chúng ta sẽ tính tới những cái khía cạnh khác. Và một cái điểm nữa mà mình cũng xin lưu ý dành cho các bạn nha Đó chính là với chiếc Redmi Note 12 Pro 5G này Thì pin của nó sẽ không quá trâu đâu Mặc dù là viên pin lên tới 5.000 mAh Nhưng mà mình sử dụng thì vẫn không được một ngày Và mình cũng đọc được khá khá nhiều comment nói về vấn đề Là pin của chiếc máy này cũng tương đối là yếu Nhưng bù lại vào đó thì chúng ta sẽ có công suất sạc lên tới 67W Cho nên là sạc của nó cũng tương đối là nhanh Mặc dù không phải là nhanh nhất trong phân khúc Nhưng mà mình thấy rằng là 67W thì nó cũng đã quá nhanh và quá nguy hiểm rồi Đó là những điểm mà mình cảm thấy chưa hài lòng lắm trong Quá trình mà sử dụng chiếc Redmi Note 12 Pro 5G vậy thì đâu là điểm mà mình hài lòng? Thứ nhất á, đó, đó chính là chúng ta cũng có một cái màn hình đẹp. Mặc dù nó không phải là chiếc máy đẹp nhất trong tầm tiền nhưng chí ít nó là một cái màn hình đẹp. Mình sẵn sàng chấm nó 8,5 điểm ha. Chúng ta có màn hình 120 hè mức độ nổi khối tốt, độ sáng màn hình ok, góc nhìn cũng ngon luôn. À, về cái khía cạnh này thì mình sẵn sàng chấm cái chiếc Redmi Note 12 Pro 5G. 8,5 điểm nha Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có hệ thống loa kép stereo Nghe nhà cũng rất là đã cũng Nói chung là về cái trải nghiệm giải trí cơ bản á, Thì chiếc Redmi Note 12 Pro 5G Nó đáp ứng được đầy đủ cái nhu cầu sử dụng của chúng ta Về chất lượng camera của chiếc Redmi Note 12 Pro 5G Trong cái tầm giá khoảng 9 triệu đồng á Với cá nhân mình á Thì cái camera này nó chỉ ở mức là đủ ổn thôi Chứ nó không phải là quá tuyệt vời Để chúng ta có thể tung hô nó lên ở mức là tầm vũ trụ ha Vậy thì tổng kết lại với chiếc Redmi Note 12 Pro 5G này có nên mua hay không? Hiện tại cái mức giá mình tham khảo qua rất là nhiều hệ thống bán lẻ á Thì mình thấy rằng là cái mức giá của nó sẽ khoảng tầm là 8 triệu 8 cho tới là 8 triệu 9 Nếu ở góc độ cá nhân của mình nha Cái này chỉ là góc độ cá nhân của mình thôi nha các bạn Thì mình sẽ không lựa chọn chiếc Redmi Note 12 Pro 5G Mà mình sẽ thêm đâu đó khoảng tầm 1 triệu đồng thì mình sẽ lấy luôn cái con Xiaomi 12T bởi vì chiếc Xiaomi 12T cấu hình mạnh hơn camera của nó cũng ok hơn và chưa kể chúng ta sẽ có công suất sạc lên tới 120W và nhiều thứ hay ho hơn nữa đã. và đặc biệt là cái mặt lưng không bóng bẩy và bám quá nhiều mồ hôi và dấu vân tay như thế này đó là quan điểm cá nhân của mình còn các bạn các bạn có suy nghĩ gì về chiếc Redmi Note 12 Pro 5G đừng quên để lại kiến phần bình luận của video hôm nay cũng chưa thì bye